Mình có một lời khuyên cho mọi người là mọi người nên tham gia khóa học này. Sau khi học khóa học này thì mình có thể tự chụp ảnh, dù là đi chơi hay là mình chụp sản phẩm hay mình đi ăn, đi uống với bạn bè mình chụp rất là đẹp. Chào mọi người, mình tên là Minh Hoa. Hiện tại thì mình đang điều hành một xưởng sản xuất đồ ăn vặt tên là Bếp Hoa. Mình đến với cái khóa học này á cũng rất là tình cờ. Trước đó thì mình cũng đã học nhiều nơi rồi, online có và cả những nơi mà học trực tiếp cũng có. Thì đến với khóa học này thì mình cảm thấy là chất lượng. Mình tên là Hạnh, đến từ thực phẩm sạch Bimart. Trước đây á, là mỗi lần mà nhắc đến chụp hình á, là mình rất là sợ và mình cảm thấy rằng là mình không có tự tin trong cái việc chụp hình, mà nó như vậy đã kéo dài là 10 năm như vậy rồi. Và thế là mình quyết định đi học cùng với cộng sự của mình. Và đúng là sau hôm nay là buổi thứ 6 thì tự tin để chụp một tấm hình nhìn bắt mắt và cảm thấy đúng cái nhu cầu mình mong muốn gửi đến khách hàng khi xem tấm hình, và cảm thấy rất là hài lòng về chất lượng mình làm ra và vô cùng hài lòng về khóa học này. Xin chào mọi người, mình là Tuyết, mình sinh năm 96. Mình đi học khóa học này thì với muốn là mình biết chụp hình đẹp hơn, cũng có hỗ trợ cho công việc sau này của mình nữa, cho nên mình đã quyết định đi học. Cái khả năng chụp hình của mình lên level hơn trước rất là nhiều nhờ kiến thức của thầy quý. Mà mục đích mình đến với khóa học này là mình muốn là mỗi ngày mình khi mình sản xuất thì mình có thể tự chụp hình, thay vì mình thuê photographer ở ngoài thì chi phí nó cao. Chi phí khóa học nó rất là ok, ổn định. Sau khi học xong thì mình cảm thấy là những bức ảnh mình chụp ra nó rất là xuất sắc. Sau hôm nay là buổi cuối cùng thì mình cảm thấy mình chụp rất là ok rồi. Thầy quý truyền đạt cho mình là cái nguyên tắc để mà chụp được, thì dựa trên nguyên tắc đó mình có thể sáng tạo. Cái lớp này á, là giúp cho chị là cái kỹ năng có thể chụp hình được đẹp bằng điện thoại chứ không cần phải dùng đến máy ảnh chuyên nghiệp, là nó phục vụ cho doanh nghiệp của chị là có thể chụp được sản phẩm của mình một cách nhanh nhất, sau đó chỉnh sửa cho bắt mắt và với cái hình ảnh đó là tôn trọng khách hàng khi mà nhìn vào tấm hình, dẫn đến khách hàng thích nhìn và dừng lại trước những hình ảnh của cửa hàng và đưa ra quyết định mua hàng, bởi vì đó là hình ảnh thật của cửa hàng chứ không phải là nhờ bên ngoài chụp hay là gì, và nó rất là kịp thời trong cái việc cung cấp hình ảnh thật của cửa hàng đến khách hàng. Và công việc hiện tại của em đang là freelancer, thiết kế hình ảnh và dựng phim quảng cáo cho các đại lý doanh nghiệp vừa và nhỏ ạ. Chọn khóa học lần này thì tại em cũng là sinh viên mới ra trường một thời gian nên là em nhận thấy em đang còn thiếu sót rất là nhiều cái, và nhất là cái khả năng chụp ảnh, để tại vì công việc chính của em là nó cũng là quảng cáo nên là cần có những cái hình ảnh đẹp để mà quảng cáo cho bắt mắt, mang lại doanh thu cho doanh nghiệp và các đại lý, nên là em quyết định tham gia khóa học lần này. Em cảm thấy là thầy hướng dẫn em rất là tận tâm và nhiệt tình. Tính đến nay thì là buổi cuối cùng, tức là buổi thứ 6 em đã học. Em nhận thấy là cái khả năng chụp hình, trang trí sản phẩm của em là nó được cải thiện hơn rất là nhiều, nên là em đã cảm thấy là mình bây giờ có thể là chụp hình ra những cái sản phẩm mà đẹp hơn, phù hợp với cái ý tưởng của em, để mang lại cái giá trị to lớn hơn cho doanh nghiệp.